30 năm sau khóa 92 nổi tiếng của Manchester United, với sự góp mặt của David Beckham, Brian Giggs, Gary Neville và Phil Neville, Fusco và Nicky Butt, câu lạc bộ nửa đỏ thành Manchester lại đang có một thế hệ mới xuất hiện với đầy những sự kỳ vọng. Họ đang trên con đường mang theo ADN của quỷ đỏ để bước ra ánh sáng của sân khấu bóng đá. Theo thống kê, 4 trong số 11 cầu thủ xuất phát từ trận chung kết FA Youth Cup 2021-2022 hiện đã được ra mắt ở Manchester United. Các cầu thủ đó bao gồm những cái tên như là Charlie McNeil, Alexander Garnacho, Kobe Mino và Dan Corey. Họ đều rất đặc biệt và họ đại diện cho The Class of 22. Với tình hình hiện tại của đội chủ sân Old Trafford, khi mà vấn đề nhân lực đang là một cơn đau đầu với Ten Hag, thì những cầu thủ trẻ có thể là phương án được nghĩ tới. Không chỉ với lứa U21 đã vô địch FA Youth Cup vừa qua, mà còn là những sao mai khác, không chỉ ở mùa giải này, đó còn là phương án dành cho tương lai lâu dài tại đội bóng này. Đối với một huấn luyện viên ưa thích sử dụng và phát triển những tài năng trẻ như Erik Ten Hag thì ông có một quan điểm rất thú vị, đó là nếu bạn chơi đủ tốt thì độ tuổi là bao nhiêu cũng không quan trọng. Điều đó có nghĩa là dù bạn có là một cầu thủ trẻ, nếu đáp ứng được những yêu cầu thì hoàn toàn sẽ có cơ hội được góp mặt trong đội hình. Vậy hãy cùng đi tìm hiểu xem liệu Man United đang có những cầu thủ trẻ nào được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao trong tương lai. Cùng bắt đầu luôn với ngôi sao của trận đấu vào ngày hôm trước, Alexander Garnacho. Và rõ ràng anh cũng là cầu thủ quen mặt nhất với những cổ động viên tại đây khi có cơ hội được ra mắt quỷ đỏ từ rất sớm. Anh chàng 19 tuổi đã được Ten Hag sử dụng thường xuyên ở mùa giải năm ngoái ở vị trí hành lang bên trái và để lại nhiều ấn tượng. Rõ ràng Garnacho đã chơi chững chạc hơn nhiều so với những gì mà người ta kỳ vọng về một cầu thủ trẻ. Cậu đã có được tới 6 bàn thắng và 6 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Man United, một con số không hề tồi trong mùa giải ra mắt. Sự tiến bộ của Garnacho để từ một cầu thủ U21 đến một suất trong đội 1 là rất bất ngờ khi Quỷ Đỏ trả cho Atletico Madrid 420.000 bảng để ký hợp đồng với Alexander Garnacho vào tháng 10 năm 2020. Ít ai có thể nghĩ rằng cậu thiếu niên này sẽ tiến thẳng vào đội 1 chỉ 2 năm sau đó. Sau khi gây ấn tượng với Erik Ten Hag bằng màn trình diễn xuất sắc ở trận chung kết FA Youth Cup 2022, chỉ vài ngày sau khi nhà cầm quân người Hà Lan được bổ nhiệm, cầu thủ 19 tuổi được ông cho ra sân thường xuyên ở đội 1 tại Old Trafford. Hiện tại anh vẫn đang là phương án dự phòng cho người đàn anh Rashford bên hành lang cánh trái. Cầu thủ người Argentina có khả năng tạo ra sự nguy hiểm lớn cho đối phương khi vào sân thay người. Anh có được sự đột biến như tốc độ, kỹ thuật và lối chơi tấn công rất trực diện. Vì vậy, dù chỉ thường được tung vào sân từ băng ghế dự bị, đó có thể là một lợi thế với một cầu thủ chạy cánh chỉ mới 19 tuổi khi những hậu vệ đối phương đã bắt đầu mệt mỏi. Và rõ ràng là Ten Hag cũng rất muốn cậu trò cưng của mình có thể sớm tiến bộ nhiều hơn nữa để ông bớt phải đau đầu mỗi khi nhìn vào sa bàn và lựa chọn đội hình. Những gì Garnacho đã làm được là đủ tốt so với độ tuổi của anh, nhưng ban huấn luyện của Quỷ Đỏ mong muốn nhiều hơn nữa ở chân chạy cánh này. Ten Hag nói sau chiến thắng trước Crystal Palace, "Tôi muốn thấy cậu ấy bước vào vòng cấm và dứt điểm. Tôi nghĩ việc một cầu thủ ở độ tuổi này có nhiều không gian để tiến bộ là điều khá bình thường. Nhưng tôi thích cậu ấy và chúng tôi phải đòi hỏi nhiều ở Garnacho cũng như thúc đẩy cậu ấy. Cậu ấy có thể đạt đến đẳng cấp rất cao nhưng cần thể hiện điều đó mỗi ngày." Trận đấu với Crystal Palace cũng đã chứng kiến một sản phẩm nữa của Học viện Man United được ra mắt. Đó chính là chàng tiền vệ trẻ Daniel Gorey, người đã có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ sau khi được đưa vào sân từ băng ghế dự bị. Sau khi thể hiện khả năng của mình ở giai đoạn tiền mùa giải, bao gồm màn trình diễn xuất sắc ở Edinburgh trước Lyon, khi anh kiến tạo cho bàn thắng của Donny van de Beek, thì những người hâm mộ Man United đã nghĩ ngay rằng anh chàng này sớm thôi sẽ có mặt trong đội hình của Ten Hag. Và thật vậy, anh đã có lần đầu tiên ấy. Dù không có nhiều thời gian trên sân, nhưng những gì anh để lại là khá tích cực với tỷ lệ qua người thành công 100% cùng với một key pass. Ngay sau trận đấu, Ten Hag đã dành những lời khen cho cậu học trò. Ông nói rằng việc anh được lựa chọn là bởi sự cố gắng, chăm chỉ trong tập luyện. Đó là một sinh nhật tuyệt vời đối với cậu ấy, nhưng tôi không phải là huấn luyện viên trao cơ hội cho cầu thủ vì không có lý do gì. Họ phải tự tìm kiếm cơ hội cho riêng bản thân mình. Một khi họ thể hiện tốt, họ sẽ được ra sân. Họ phải làm vậy, thể hiện mỗi ngày trong quá trình tập luyện. Và quả thật, Daniel Gorey là một hình mẫu tốt để các cầu thủ trẻ noi theo. Anh có tinh thần quyết tâm, sự chăm chỉ và cả tố chất lãnh đạo. Điều đó đã được thể hiện khi tiền vệ này chẳng ngại to tiếng với người đàn anh Maguire trong trận hòa với Athletic Bilbao ở giai đoạn tiền mùa giải. Từng là đội trưởng đội U21 của câu lạc bộ ở tuổi 18, Daniel Gorey đương nhiên là nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Thậm chí anh còn được giới truyền thông đánh giá là phiên bản Bruno Fernandes 2.0.
Người đồng đội thân thiết của Gore là Kobbie Mainoo cũng đang được nhiều cổ động viên Man United kỳ vọng sẽ có một mùa giải thành công sau những gì đã thể hiện được trong giai đoạn tiền mùa giải. Mặc dù năm nay mới 18 tuổi, nhưng anh đã được giới thiệu ở đội 1 của Man United từ cuối mùa giải trước và thi đấu khá chững chạc. Tiềm năng của Mainoo là rất lớn. Trong một lần chứng kiến tài năng trẻ này thi đấu, cựu cầu thủ United là Paul Scholes đã phải thốt lên: "Tôi thấy hình ảnh của mình trong cách chơi bóng của cậu nhóc này." Theo Scholes, Mainoo có thể trở thành mẫu tiền vệ box-to-box xuất sắc trong một tương lai không xa. Và rõ ràng là như vậy, anh có nguồn thể lực dồi dào và khả năng lên công về thủ, không biết mệt mỏi. Nhưng không chỉ mạnh về thể chất, những bước di chuyển của Mainoo đều có tính toán và rất hiệu quả. Mặc dù chưa có cơ hội được ra sân trong mùa giải năm nay do những chấn thương, tuy nhiên thời gian là vẫn còn đối với cầu thủ sinh năm 2005 khi mà Casemiro hay Christian Eriksen đang có những vấn đề về mặt phong độ hay thể lực. Anh có thể sẽ là phương án được Ten Hag tính đến. Mặc dù không ở trong class of 22, nhưng Facundo Pellistri cũng đang có được một màn trình diễn chẳng hề thua kém những người đồng đội. Mùa giải trước, cầu thủ này đã có 11 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Quỷ Đỏ, còn mùa giải năm nay con số đó đã là 5. Những gì anh thể hiện không những thuyết phục được Ten Hag mà còn là cả những cầu thủ đàn anh. Sau thất bại 3-4 của Man United trước Bayern Munich, đội trưởng Bruno Fernandes đã ca ngợi màn trình diễn của chân chạy cánh này. Pellistri đã nỗ lực rất nhiều trong tập luyện, cậu ấy xứng đáng được ra sân nhiều hơn, cậu ấy cũng xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi vì tất cả những gì đã làm cho đội bóng. Pellistri đã gây được ấn tượng mạnh nhờ tốc độ, kỹ năng, khả năng tạt bóng khá tốt ở một cầu thủ trẻ. Anh cũng không gặp vấn đề về tâm lý quá nhiều trong những trận đấu. Tuy vậy, theo nhà báo James Robson, Pellistri là một cầu thủ cần sự hỗ trợ rất nhiều ở cánh và anh cần cải thiện thêm khả năng tác chiến độc lập. Và đương nhiên, không thể không nhắc tới Hannibal Mabry, cầu thủ có màn trình diễn tốt trong khoảng thời gian ở đây. Những trận đấu như với Brighton, Burnley hay Crystal Palace đã chứng minh rằng Hannibal đang là điểm sáng đáng chú ý của đội chủ sân Old Trafford. Mabry mang đến nguồn năng lượng mới cho đội bóng, đó là những gì Erik ten Hag khen ngợi cậu trò 20 tuổi của mình. Lối chơi đầy nhiệt huyết, không ngại va chạm và tích cực di chuyển là điểm mạnh của Hannibal. Anh chưa thể ngay lập tức xuất sắc để gánh vác tuyến giữa của Man United, nhưng cũng đã chơi tròn vai. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, cầu thủ người Tunisia sẽ trở thành quân bài quan trọng trong tay của Erik ten Hag. Ở trên là những cầu thủ trẻ đã có được thời gian quý giá để thể hiện bản thân. Bên cạnh đó vẫn còn có những ngôi sao mai khác đang chờ đợi cơ hội dành cho mình như là Mark Rurado, Nuam Emeran, Silasi, Omari Fawson. Vậy cùng chờ xem trong những cái tên kể trên và cả những cầu thủ chưa được ra mắt, đâu sẽ là những cái tên thật sự bứt phá để trở thành một ngôi sao mới.